Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào các chư tông túc và chư thiện hữu trí thức trong room quán Thế Âm Tiền Tông giảng đường International. Và Kim Quang Thiên Giá cũng xin được chào các cũng như các cư sĩ Bồ Tát tại gia đang hiện hữu có mặt tại quán Thâm Thiền Viện đã đến. Hy vọng là trong thời gian ngắn ngủi, Kim Cương Giác sẽ được hầu đem lại phước hữu vi cũng như vô vi cho các chư vị trên thế giới nhân và thiên. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2008, tức là ngày rằm tháng 6 năm 2008 âm lịch, để đánh dấu nhân duyên lành đến cõi ta bà này, bằng nên xin được cống hiến trong tiếng chuông tỉnh giác, giúp cho chúng sinh trong cõi nhân thiên, hy vọng là sẽ là ánh sáng soi đường tỉnh giác cho chúng sinh. Nếu chúng sinh nào có hữu duyên và thân cận với sự giác ngộ thì hy vọng các vị sẽ nhận được là ngọn đèn trí huệ để giúp độ cho trong sáu cõi và mở ngục tù tối tâm đã nhốt tâm của các vị nhân thiên quá lâu. Hy vọng là sẽ đem niềm an lạc đến cho tất cả các vị. Trong thế giới của nhân thì các vị cũng thấy là chúng sinh thì các vị thường thường nhắc nhở đến có sáu cõi luân hồi, bài pháp nào cũng tương tự giống nhau. Tuy nhiên nếu các vị cần nghe đi nghe lại thì nếu mà tâm các vị không có phát triển thì các vị mỗi lần nghe nó mỗi lần phát triển khác nhau, vàng thao lẫn lộn, thì giống như là ví như là người ác và người thiện khó phân biệt được lắm. Ác thì thực sự nó ác thức đó, nó nằm ở trong cái tánh chúng sinh nó bất thiện, là tại vì chúng sinh hay cố chấp trong thế giới hiện hữu của các chúng sinh đó thường thường vô thường, mà các vị đó tưởng tượng là thế giới nó thường còn, nên các vị lúc nào cũng tìm để bảo thủ và nhận thức sai lầm. Nếu mà thực sự chúng sinh chịu tu sửa thì trong thế giới của các vị nó sẽ có thay đổi nhiều, nó nhanh. Số của chúng sinh của nhân nó không có được lâu, sống trăm năm hoặc là hơn trăm năm, vài
3 tuổi chẳng hạn, thì cái chấp trước của các vị nó nhiều. Vì mỗi lần mà các vị thay một kiếp mang lông rồi sừng thì các vị lại thâu thập thêm một số bảo thủ nữa trong cái thế giới này. Các vị thường thường hay định cái nghiệp của mình theo cái sự chấp trước của cái thân tâm trong thế giới đó. Nhiều lúc các vị vẫn phân biệt được cái tham nhưng mà các vị bỏ không được, và các vị nhìn thấy chung quanh của những sự thiếu thốn giống như là cái vật chất bên ngoài. Nếu mà thế giới nào vật chất nó càng nhiều thì thế giới đó bên ngoài thì thấy nó phong phú, tuy nhiên bên trong thì thấy nó khổ lắm. Vì thế giới của các vị, nếu mà các vị có cần tâm linh thì thường thường cái tâm linh mà phát triển nhanh thì bên ngoài các vị buông thả, nên thấy dường như là có nhiều chúng sinh nhìn thấy những vị mà thông minh, thường thường hay thật sự là thông minh đi chứ không phải nói thông minh về cái tướng nha, thì các vị rất khiêm nhường lễ độ, lúc nào cũng kính trọng và tôn trọng những người khác, tại vì các vị đó có một cái sự thông minh là muốn mọi người tôn trọng mình. Thì trước tiên mình phải tôn trọng người. Chứ nếu mà những chúng sinh mà có cái hình tướng mà tôn trọng mình mà khinh khi những chúng sinh khác thì trước hay sau gì cũng có sự trở ngược lại, tức là biến đổi nó khác biệt nhau. Lần hỏi mà chúng sinh nào nếu mà có sự chấp kiến ngã nhiều thì nó nằm trong cái thế giới tệ lắm. Thường thường chúng sinh, tại sao nói gọi là kiến ngã? Vì các vị có cái thân tứ đại, tất nhiên trong tứ đại các vị có cái gì? Đất nước lửa gió, phải không? Thì trong cái đất nước lửa gió của các vị đó là mỗi chúng sinh, mỗi trong thế giới của các vị, khi mà các vị trở thành một cái tướng nhân thì các vị đã qua nhiều kiếp trong thế giới rồi, từ trong noãn noãn chúng sinh mà cho tới thành trứng thai, rồi thai sinh thì nó trở thành là làm thân người thân nhân. Mà khi được một thân của người nhân, các vị đi lên thì khó mà đi xuống thì nó dễ. Cũng như các vị nhìn lại ngài Bổn Sư Thích Ca nói về cái thế giới của ngài, mấy ai mà hiểu được ngài Bổn Sư Thích Ca là giải thoát như thế nào? Thường thường chúng sinh bên ngoài nhìn thấy lầm tưởng là đạo Phật là một cái đạo thần quyền, đạo Phật là một cái đạo mà chỉ tụng chưa bùa chú hoặc là cúng kiến, cái đó là một cái hữu sự để mà làm cho chúng sinh có một cái lòng tin, tại vì chúng sinh thiếu cái lòng tin. Nhưng mà nếu mà tin nhiều quá, mê mê dị đoan thì nó trở thành là tà giáo, mê tín trở thành là dị đoan. Có nhiều vị đến thế giới nhanh mà nếu mà chẳng may lạc vô trong cái tà phái, cái tà giáo chẳng hạn, như là đối lập với cái chân chánh, tất nhiên là tà, nghĩa là tôn trọng nhân của mình, ngã của mình, bốn tướng của mình, bảo thủ trong bốn tướng đó. Bây giờ nói bốn tướng đó là tướng nào? Các vị thường thường nghe bốn tướng nghe thì hay mà các vị khó hiểu. Tất nhiên là ngã tướng, chúng sinh tướng, mà tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh. Tuy nhiên ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng là bốn tướng. Ngã tướng là tướng gì? Là tướng nhân, cái tướng của các vị đó là bản thân của mình đó. Thường thường mình chấp cái bản ngã của mình là cao siêu hay là hay giỏi, mình
tha thứ cho mình bảo thủ, mình độc tài và mình cố chấp những cái gì của mình. Ví dụ như nó nhỏ thì nhỏ thì nói tới cái thân các mình, thân của các vị, thì cái thân của các vị đó đa số là các vị bảo thủ theo ý của mình phải không? Nhưng mà còn ngoài ngoài hơn cái nữa là cái gì, là cái gì, vật gì các vị ưa thích là các vị bảo thủ, các vị cố giấu các hoặc là che chở, hoặc là cái người vật các vị thương, những cái thành kiến hay ý kiến gì của các vị hay của một người đó thì các vị coi quan trọng lắm. Còn ngoài ra thì những người khác các vị coi không có ra gì hết. Và có hơn nữa là ví dụ như trong gia đình các vị thì nói như là tiểu gia đình, thì nói là gia đình của bản thân của mình. Bản thân của mình thì các vị nói như thế nào? Chẳng hạn như mình nè, hôn phối của mình, hôn phu của mình nè, những đứa con nào của mình thương nhất rồi đó, rồi những dòng con, những cái đời con của mình, rồi các vị sau hơn chút nữa là các vị lo tới cha mẹ của mình, rồi lo tới ông bà của mình. Đó là cái hơi lớn chút ha, vậy nói tới ông cố bà cố hay là bên con bên chồng bên vợ gì đó là đại gia đình. Bây giờ nói tới sâu hơn cái bản ngã của mình nó to lớn hơn nữa là nói tới cái xóm của mình. Các vị có nghe nói tới cái vấn đề mà thường thường chúng sinh hay giặt giòm giặt xóm đó, tất nhiên là thường thường đó ở xóm này, ở xóm trên hay xóm dưới gì đó thì hai cái xóm nó hay tranh đấu. Đại gia đình nói là lớn, và lớn hơn nữa là nói xã hội của các vị, những cái xã hội của mình, chẳng hạn như nói với cái vùng bên của cái tỉnh lỵ của mình đó, hoặc là mình làm tỉnh trưởng hay là hội trưởng gì đó thì mình bảo vệ trong cái hội đó, trong cái tỉnh trưởng đó, trong cái hội đó. Rồi nói tới cái khu phố của mình, rồi nói tới nữa thì nói tới cái nước của mình. Đó là cái bản ngã của mình thấy. Ví dụ như nói tới dân tộc của mình chẳng hạn, bây giờ nói tới ba miền, nếu mà ai mà chửi mình miền miền Nam mà ai chửi tới miền Nam thì mình giận, nên mình sân si lên, mình nổi tâm bành lên, mình cố chấp bảo thủ là cái dân của mình chắc là hay ho lắm, hay là mình miền Trung, mình bảo thủ miền Trung là mình nói là dân miền Trung là tốt nhất, là thông minh nhất chẳng hạn. Rồi hoặc là mình miền Bắc, ai mà đụng tới miền Bắc thì mình phải sân si. Rồi miền Tây đó, ở bên Việt Nam thì có cái miền Tây thì bảo thủ miền Tây cũng là tương tự như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì nhắc lại tới cái bản ngã của mình. Nếu mà tiểu ngã thì tiểu gia đình đó, tiểu ngã đó, nếu mà mình bảo thủ trong thế giới của mình thì thế giới của cá nhân của mình là nói tới gia đình, chung chung thì nói tới đại gia đình, rồi nói tới xã hội, nói tới chùm xóm, rồi nói tới xã hội, rồi nói tới chủng tộc, rồi nói tới dân tộc của mình, dân tộc tánh của mình. Các vị có nghe được Kim Cang Vi Dắt nói chuyện không? Hay gì đâu Phật? Nếu mà nói sâu hơn nữa thì mình bảo thủ, thì nếu mà cái nước của mình mà bị một cái nước khác xâm chiếm, hay là mình có cái bản năng của mình mà mình có cái, nếu mà mình làm dân của trong cái nước đó mà không có anh minh xâm lấn mà cái nước lân cận, cái lân dân tộc tánh của mình cũng có, khi mà mình đi đâu mà ai mà đụng tới dân tộc của mình, nói tiếng nói của mình thì dân tộc tánh của mình nổi lên. Cái bảo thủ đó có đôi khi đó đưa đến cho những cái sự mà gây cấn và những cái xung đột của cái nạn xâm chiếm và sát hại lẫn nhau. Nếu mà chúng ta nhìn lại kiếp này chúng ta sanh vào thế giới Nam, miền Nam, kiếp sau chúng ta sanh vào miền Trung, kiếp sau nữa chúng ta sanh vào miền Tây, và kiếp nữa chúng ta sanh vào miền Bắc. Rồi chúng ta có gia đình chung quanh, mà nếu mà chúng ta có cái tánh
cái tính cái bản ngã đó Đức Phật dạy rất là chí lý. Là tại sao? Nếu mà mỗi kiếp chúng ta thay đổi thì mỗi kiếp chúng ta lại đi vào một cái thế giới khác. Tất nhiên là chúng ta đi vào cái thế giới mà phân biệt, phân biệt quên đi cái kiếp trước của mình, làm sao mà nhớ cho được, phải không? Khi mà các vị quên thì các vị bắt đầu chiến đấu dành cho cái kiếp hiện tại, thì vô tình các vị lại giết gia đình của mình, giết kẻ thù, giết cái người đã từng giết dòng họ của mình, hay đã từng giết cái bản thân của mình, hay là đã từng làm những kẻ thù trong nhiều kiếp rồi, thì các vị thấy như thế nào? Khi mà các vị biết được mình đã có từng sống trong cái thế giới mà cái thế giới của mình nó nằm trong cái nghiệp chủ hiện tại, mình gây bao nhiêu là nghiệp ác, bao nhiêu là cái nghiệp thiện, và cứ cứ theo đó mà xoay vần theo mô phật. Khi mà nói đến cái chấp trước, thì khi mình đọa vào cái thế giới nào thì mình chấp, mình bảo thủ và mình bảo vệ. Thì nếu mà mình bảo bảo vệ bảo thủ như vậy, mình quyết định, thì vô tình mình lại mang vào những cái nghiệp mà mình không biết được, là cái nghiệp đã đưa đến một cái nhân quả chi phối. Vô tình mình có thể giết dòng họ hay những người thân yêu của mình, và vô tình mình lại ở gần những kẻ thù mà nhiều kiếp đã gây chuyện với mình. Thì nói đến, nếu mà chúng ta chấp cái bản ngã thì cái bản ngã của chúng ta nó vô định, tuy nhiên là cái thân chúng ta cũng vô định. Thì nói đến cái bản ngã vô định, cái thân vô định, thành ra cái nhân mà chúng ta gieo kiếp nào, thì bây giờ cái nhân mà cái nhân tướng mà cái người nào mà trước mặt mình hay cái đối lập với mình mà mình gây chuyện, hay là mình bên cạnh với nhau đôi co cãi vã, hay là có những chuyện chuyện trò với nhau, mình có đâu có các vị đâu có thấy được. Nếu các vị có trí huệ thì các vị nhìn lại sẽ thấy được, sẽ hiểu được. Mà nói hơn thế nữa, bây giờ nói tới chúng sinh, bây giờ nói tới tại sao Đức Phật lại đưa ra ăn chay với ăn mặn. Bây giờ nói đến cái ăn chay, nếu mà chúng ta nghĩ đến cái thiện và ác, Đức Phật ngài chỉ đưa ra cái thiện và ác, chứ còn cái sự cái chay mặn đó là do chúng sinh định để mà đem ra cái sự từ bi, tập cái tánh từ bi để mà tế độ cho cái nhân của mình gieo ra. Nhiều khi kiếp nào đó cha mẹ ông bà của mình đã vì thương mình, lo lắng cho mình, giết hại nhiều chúng sinh, nhiều con vật, mà bây giờ các vị đó đã mang lông đội sừng, vô tình thì chúng ta lại giết hại những con vật, thì vô tình những con vật đó lại là ông bà cha mẹ hay những người mình yêu thương. Nếu mà các vị có được cái huệ nhãn thì các vị nhìn các vị sẽ thấy được. Còn nếu mà nói tới cái nhân thiện và ác thì Đức Phật ngài nghĩ tới, bây giờ nói tới cái nhân thiện và ác, thấy chưa? Nếu mà chúng ta không có gây chuyện, không có làm chuyện trái ngược, cũng như trái ngược cái gì, trái ngược cái thiện, thì chúng ta lại bị ngã vô cái ác. Nếu chúng ta chấp về cái sắc nhiều, sắc tướng nhiều quá, thì chúng ta lại lọt vô trong cái thế giới mà bảo thủ, thành ra chúng ta phải ở lại thế giới này.
càng lâu. Nếu mà chúng ta chấp vào cái nhân thì bây giờ chấp tới thì phải chấp cho nó rõ, phải có dùng những cái sự chân chánh để cho thấy rõ ràng như thế nào mới được chân chánh. Thấy, nghe, hay, biết, tất cả cái sự thấy, nghe, hay, biết đến với mình và đối với chúng sinh khác. Giờ nói làm sao để gọi là thiện ác? Nếu nói mặn chay, bây giờ nói mặn, bây giờ nói về ngữ thôi nha, chúng ta chúng sinh thì hay chấp cái ngữ, thành ra nếu mà chấp ngữ đó thì lạc vô trong cái kiến chấp, cái đa văn, đa ngữ, mê lý. Nếu mà chúng ta mê lý đa ngữ thì chúng ta lại lạc vô trong cái vọng tưởng, cái vọng tưởng điên đảo, có không, thấy chưa? Làm sao để mà hiểu được cái thiện và ác? Bây giờ nói tới nếu mà mình lỡ mình sanh vào cái thế giới của Măng Long Lợi Sừng thì các vị làm sao để các vị còn cái thông minh, còn cái trí huệ để các vị chuyển hóa cái kiếp của mình? Có thể là các vị bị nghiệp định, nghiệp nó chuyển các vị thành Măng Long Lợi Sừng, hoặc là những vị Bồ Tát có thể là hiện thân vào cái thế giới Măng Long Lợi Sừng để độ cho chúng sinh trong thế giới Măng Long Lợi Sừng. Các vị thấy chưa? Làm sao để hiểu được là mình đọa, bị đọa? Khi mà các vị chấp nhiều thì các vị bị đọa. Các vị chấp, các vị bảo thủ, các vị không chịu thay đổi thì các vị bị đọa. Mà khi mà các vị để tự nhiên như thế nào? Tự nhiên là bình thường tâm thị đạo. Bây giờ các vị biết là đạo thiện là ác chứ không có mặn chay. Bây giờ làm sao để biết thiện và ác? Bây giờ nói cái chất mặn thì nếu mà các vị ăn mà không có mặn làm sao các vị nuốt trôi, phải không? Mà mặn quá thì các vị bị bệnh. Mà nếu mà các vị ăn chay như thế nào mới gọi là ăn chay? Tịnh thân là chay. Tịnh thân mà tịnh thân tâm mới gọi là chay. Tịnh thân mà tịnh cái thân không chưa phải gọi là chay. Làm sao gọi là tịnh thân? Là tâm. Thân thì các vị bất tịnh rồi, nhất là người nữ nha. Thường thường mấy người nữ đó hay có cái cố chấp này, để Kim Cang Viên Giác đại khái nhắc cho các vị nghe. Khi mà các vị người nữ thì hay có cái mỗi tháng, phải không? Từ 12 tuổi trở lên là có những cái thay đổi của thân của mình, thì có tháng, có những cái cử. Thành ra thường thường không có dám vô cái đình thờ, hay vô chùa, hay là vô cái chỗ thanh tịnh. Nếu mà các vị nghĩ cái tướng bất tịnh, phải không? Vậy rồi các vị lấy cái tướng người nam mà đi giết chúng sinh thì có thanh tịnh được hay không? Cái tâm mà chứa đựng những cái chuyện mà ác để hại chúng sinh khác, thử hỏi, xin hỏi Kim Cang Vi Giác hỏi các người nam thì không có kinh điều, không có tháng, mỗi năm mỗi tháng thì trong 30 ngày, thì bây giờ thử hỏi các vị, những người mà có tâm ác nó có thanh tịnh hay không? Bây giờ người nữ luôn lúc nào cũng làm chuyện an lạc, luôn lúc nào cũng nghĩ tới hướng thiện và giúp đỡ cho mọi chúng sinh, giải hòa cho mọi chúng sinh, và lúc nào cũng sống cuộc đời giải thoát thanh bần. Hỏi các vị, vị đó có bất tịnh hay không? Thì bây giờ suy nghĩ lại, thanh tịnh hay thiện là do tâm của mình chứ không do cái tướng của mình, không do cái thân của nam nữ của mình, có đúng không? Tuy nhiên tiếng ngã
Nếu mà các vị chấp cái tướng ngã, chấp cái ngã tướng, bây giờ những người nam đa số là gây chuyện nhiều, đa số là hay chiến tranh. Vậy chứ người nam đó có phải là thiện nhân không vậy? Hay là ác nhân? Nếu mà nói cái giết mà không có để trong tâm thì đâu có thể nào mà suy nghĩ tới cái chuyện giết chúng sinh khác là đã là ác thức rồi, không phải là thiện chí thức nữa, đúng không? Bây giờ thiện chí thức là nói đây, tất cả các chúng sinh dù mang thân tướng hay là phi tướng, nhân tướng hay là phi nhân tướng, nghĩ tới một điều thiện, nghĩ tới những điều thiện, hay là đã làm những chuyện ác, và quyết tâm sám hối, quay lại, sửa đổi thân tâm của mình, thì người đó gọi là thiện, gọi là trai, và gọi là thanh tịnh. Đúng không? Chứ không phải là cái người, không phải là cái nhân, không phải là cái nhân đó, không phải là cái ngã của mình. Mình bảo thủ rồi mình làm cái gì mình cũng bảo nghĩ là mình đúng. Cái đúng của mình là thế giới của mình. Nhưng mà nếu mà so với thế giới khác, nếu mà các vị là Atula, thấy không? Mà bắt các vị bảo thủ trong thế giới Atula thì xong rồi, là các vị là người ác thế chết. Atula là bảo đảm là phải có chiến tranh. Atula là có cái tánh tranh đấu, cái tánh giành giật, cái tánh giết hại lẫn nhau, thích tranh đấu và thích chiến đấu. Đó là Atula. Atula đạo là như vậy. Còn là nhân đạo thì các vị giữa thiện và ác các vị có một cái lý trí. Mà Atula đạo nếu mà các vị chuyển được thì các vị không còn là Atula nữa, các vị là có một cái trí thông minh hơn người. Là tại vì Atula là bước lên một cái bước qua khỏi nhân, đã có thông minh, đã có trí huệ, nhưng mà ác thức nhiều hơn, nên đã lạc vào, đi lạc vào cái thế giới Atula. Thì các vị sẽ chuyển hóa thành cái kiếp mà tranh đấu. Còn nếu mà các vị chuyển được, đi đúng, đúng cái tư cách, thì các vị phải dùng bát chánh đạo. Những vị thông minh nên nhớ câu này. Không có cái gì mà các vị có mà chúng sinh khác không có. Tất nhiên là các vị có thiện, các chúng sinh khác cũng có thiện. Các vị có ác, các chúng sinh khác cũng có ác. Nhưng có một cái điều là người thấy trước, nhân thấy trước thì quả đến không có ngạc nhiên. Tuy nhiên là cái chuyện nhân mình không có gieo, thành ra cái quả đến mình không có ngạc nhiên. Tất nhiên là các vị phải bỏ vào cái thế giới thiện thật là nhiều công đức để các vị xây cái lâu đài cho cái tâm linh của mình. Tất nhiên là các vị phải dùng cái bát chánh đạo, phải tu bát chánh đạo và phải hành trì bát chánh đạo. Có như vậy và hành trì và theo thiện chí thức, phải lập cho mình có một cái căn bổn thật sự, và phải nhớ là làm con người hay làm một chúng sinh thiện thì rất là khó, làm một chúng sinh khác, chúng sinh ác rất là dễ, đi xuống rất là dễ, đi lên rất là khó. Nên khi mà chúng ta cần có một cái tâm niệm thiện, làm sao để gọi là thiện? Khi mà mình đã bao nhiêu cái nghiệp ác của mình rồi, trong nhiều kiếp rồi, làm sao mình tu cho nó hết được, phải không? Từ tâm của các vị khởi ra ác
các vị hành. Thì các vị phải phát khởi từ tâm của các vị thiện, quay đầu lại. Tại từ tâm của các vị khởi ra, các vị đem cái tâm của các vị đi sám hối. Sám hối là không có làm nữa. Thì tội kia giống như các vị thiếu nợ, các vị trả, các vị lãnh, thì các vị không có còn gì buồn nữa hết. Cũng như người ta thiếu nợ các vị thì người ta trả, cũng như vậy. Chứ đừng có mà mình thiếu nợ người thì mình quỵt, mình giật, mà người thiếu nợ mình thì mình đòi, thì nó không công 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 bằng, có đúng không? Nhưng mà tội từ tâm khởi, khi mà các vị một niệm thanh tịnh thì tâm các vị được sạch. Thì mỗi pháp lành, khi mà cái tâm, cái thân các vị, cái tâm các vị thanh tịnh thì các vị mới chứa được các pháp thiện. Còn các pháp ác thực sự nó trong vọng tưởng, các pháp thiện nó cũng trong vọng tưởng, nhưng vì cái bảo thủ các vị quá lâu rồi, cái thức các vị, ác thức các vị quá lâu rồi, nên các vị bảo thủ, các vị không chịu thay đổi. Các vị không thay đổi nhưng các vị khó khó mà giải thoát được. Giải thoát cái gì? Cái sự trói buộc, cái sự ràng buộc. Ai ràng buộc các vị? Tâm các vị ràng buộc các vị. Cái tâm mà các vị cố chấp bảo thủ quen rồi, bây giờ nói không bảo thủ, các vị dám nói là không bảo thủ đi. Vị nào trong Zoom nói được cái câu không bảo thủ, không cố chấp? Tất nhiên các vị phải lờ rời xa bốn tướng phàm phu. Bốn tướng phàm phu đây gọi là tướng ngã nè, tướng nhân nè, tướng chúng sinh nè, tướng thọ giả nè. Tất nhiên là bây giờ các vị làm nhân chi sơ, các vị mới nói là được đó. Tất nhiên là nhân chi sơ là gì? Khi mới, khi cha mẹ mới sinh ra, thực sự bản tánh của chúng sinh nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng các vị sinh vào thế giới thì đa số phần nhiều là các vị bị nghiệp chuyển, ít vị trở lại bằng thân tâm để độ chúng sinh. Thành ra các vị bị cái nghiệp từ kiếp trước chi phối, cái nghiệp kiếp hiện tại cha mẹ sanh trong thế giới nào. Nếu các vị sanh trong thế giới mà gia đình nghèo hay buôn bán thì các vị sẽ sanh ra cái tánh. Nếu các vị là một cái người trở lại thì các vị không bị cái tâm chi phối để mà hành cái nghề của cha mẹ. Nếu các vị sanh vào cái thế giới mà cha mẹ giết những con vật để buôn bán, nếu mà các vị bị chi phối thương cha mẹ thì các vị lãnh cái nghiệp đó cùng với cha mẹ, cũng nhào vô cũng hành cái nghề giết chúng sinh. Rồi dĩ nhiên là khi mà các vị giết, vị buôn bán thì chia ra năm xẻ bảy, hai chia mười, hai chia cho chúng sinh trong gia đình ăn độ với nhau, thì các vị nghĩ là sao? Nghĩ là mọi người sẽ chia ăn thì chung mà tội thì riêng, là tại vì cái nghiệp của các vị nó chi phối nhiều lắm. Nói đây để nhắc nhở các vị quay đầu về hướng thiện. Cho dù là các vị sinh vào thế giới của cướp ha, bây giờ nói cướp hay trộm, người ta nói sao, bần cùng sanh đạo tặc, có phải không? Nói câu đó cũng đúng nhiều, nhưng mà nó sẽ không đúng với một số các vị Bồ Tát trở lại làm gương, đúng không? Nói tới đó thì nhắc nhở với các vị là vị Lục Tổ ngài cũng đã từng vô trong cái đoàn thợ săn, cũng các vị đó cũng bảy thú,
cũng làm cạn bẫy để mà tráp, để mà giăng bẫy ra để mà làm cho những con thú nó lọt vô. Thì sao? Thì ngài lén lén ngài thả, thấy chưa? Rồi lại vào trong cái thế giới mà của những chài lưới với là những vị lưới cá. Trong 16 năm ngài đã trốn trong đó để làm sao? Tại vì cái ngai vị tổ mà thôi, thấy không? Vì ngài ngũ tổ thấy được trong thế giới của ngài. Tất nhiên là nhân vì cái cố chấp từ cái địa vị, danh vị, tiếng khen, tiếng chê coi là quan trọng lắm, nên lúc nào cũng thích được người khen, thích được người coi trọng. Thì thần tú là một vị mà trao giới cho cả mấy ngàn vị tăng nhân trong cái thời của ngài, mà ngài phải trốn vào, ngài dùng trí, ngài phải trốn vào đoàn thợ săn và trốn vào những cái chài lưới. Dân chài lưới là cái dân mà nói là lưới cá, dùng cá, hay là cá người ta đang tự tại bơi lội thoải mái dưới nước mà lại giăng lưới ra để mà lưới chài lưới, thì các vị nghĩ sao? Vậy mà ngài phải dùng cái tịnh thân tịnh tâm, ngài dùng những cái thần lực mà ngài lén lén thả những con cá bị được ngài chài lưới, mà nếu mình gặp phải ngài thì coi như những con cá nó có may mắn. Thì mà các vị nhìn thấy khi mà thần tú đi tìm lục tổ để mà huệ năng để mà giết, thì đâu có bao giờ nghĩ là một người tu mà vào trong cái đoàn thợ săn hay là vô một cái chỗ mà chài lưới. Dân ngư phủ là cái dân lưới cá, để mà dùng để mà giết hại chúng sinh như vậy. Tất nhiên là dân chúng hoặc là chúng tăng nghe thần tú dùng mọi cách để đi tìm ngài Huệ Năng, tất nhiên ngài Lục Tổ để mà giết. Thì ngài dùng trí huệ, ngài đi vào trong cái thế giới không có tưởng tượng là thế giới đó mà thiện được, nhưng mà trong cái thế giới ác ngài vẫn dùng cái định tâm, cái định thân. Ngài phải dùng một cái tâm như thế nào, các vị cũng đủ hiểu rồi. Tất nhiên là vô ngã, vô tướng, bất trụ thân, để mà ngài định được cái thân tâm của ngài trong thế giới như vậy. Nên khi mà các vị dùng cái thế giới thân tâm này được như ngài Lục Tổ, nếu mà được như vậy thì các vị hãy dùng cái thế giới nhân, có dù là chúng sinh bất tịnh, có dù là chúng sinh có ác nhân, ác thức, chẳng là thiện chí thức, các vị vẫn được giải thoát trong thế giới bất tịnh, mà thân tâm các vị vẫn được thanh tịnh. Nếu mà các vị hiểu được dùng thế nào, đây là một cái duyên, một cái cơ. Nếu mà các vị nói để về ở đây thế giới này khó tu lắm, có nhiều vị nói là nhiều vị nói với Đức Phật Thích Ca là thế giới này khó tu lắm, xin vào thế giới khác để được tu. Thử hỏi
Nếu mà các vị đi vào thế giới cực lạc mà các vị tu, chẳng lẽ các vị tu với các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát tịnh thí các vị Bồ Tát ở tại thế giới này, nếu mà niệm Phật mà các vị về với cái tạm trụ thì các vị cũng phải tu à? Thì các vị về tới thế giới mà cửu phẩm liên hoa, chẳng lẽ giờ các vị đi về đó, nếu mà cái thân tâm các vị thanh tịnh rồi thì phụ mẫu các vị là liên hoa hóa sanh, đúng không? Tại sao các vị sống trong thế giới bất tịnh, các vị chiếu pháp quán pháp các vị, cái đó mới là một cái sự vẻ vang, cái đó mới là một sự thật sự hiểu được các pháp. Đây là một cái mật pháp, đây là một cái mật mà chỉ có tâm truyền tâm từ nơi các vị giải thoát thanh tịnh truyền xuống. Có nhiều cái quyển kinh còn nói tới diễn tả tới một vị thầy mà không có đắc đạo, mà đệ tử đắc đạo rồi độ là thầy, nghe cái chuyện này mơ hồ lắm, thành ra các vị hãy coi chừng. Có những kinh sách tam sao thất bổn, tất nhiên sao lại viết lại 3 lần là nó sai sự thật rồi. Các vị phải hiểu được cái chánh, cái ý, cái mật để mà các vị được giải thoát. Các vị mà chấp theo văn, chấp theo văn tự thì các vị sẽ bị khổ. Tại vì sao? Là tại vì tới ngày hôm nay A Nan là một vị mà viết lại kinh sách của Ngài Bổn Sư Thích Ca cũng chỉ là một vị đa văn mà thôi. Cái hành động không có liên hệ gì tới cái văn tự hết. Tuy nhiên, cái văn tự là biểu lộ một phần tư tưởng thôi. Còn cái hành động là do cái sự giác và sự ngộ nhận thức được hay không, và hành động định của cái nghiệp của mình. Không như văn tự, nếu mà dùng cái văn tự vẽ vang đưa ra để lập luận thì nó sẽ không bao giờ được giải thoát. Hiểu được để bỏ cái nhiễm ái của cái ngữ, để bỏ những sự đảo ngược sự giải thoát. Nếu mà chấp có hay chấp không đều là điên đảo hết. Nhân hay quả cũng như là cái bình thường, nếu mà hiểu được thì pháp giới đều là mộng tưởng ảo ảnh. Khi tỉnh rồi thì giấc mộng không còn là ác mộng nữa, trừ khi chúng ta chưa tỉnh mà tưởng là tỉnh rồi. Thành ra đôi khi ác mộng các vị đã lầm tưởng đó là giấc mơ đẹp, đúng không? Mà cho dù là các vị đã tỉnh thì giấc mơ đẹp hay là ác mộng cũng chỉ là mơ mà thôi. Những người mê mới thích cái này, biên kiến hoặc là chấp cái kiến thủ, hoặc là bên này chấp bên này, qua bên không thì chấp không, qua bên có thì chấp có, nên chúng sinh mấy lúc nào cũng đau khổ. Khi mà lúc mà mình ngu á, mình phàm á, mình mê á, thì mình thích mình làm thánh. Rồi khi mà cái đó
mình mê, mình làm thánh thì mình cũng là cái người ngu thôi à. Tại vì người thánh rồi là tự thánh, thanh thì tự thanh, tục thì tự tục, phải không? Thanh thì tự thanh. Khi mà hiểu được rồi thì giải thoát là giải thoát, chẳng phải tìm giải thoát mà được giải thoát. Khi mà mình hiểu được thì cái mê thì Phật bình thường cũng là Phật. Khi mà mê thì chúng sinh, thấy không? Khi mà mê thì Phật là chúng sinh. Nhưng mà khi ngộ thì chúng sinh là Phật. Các vị nghe rõ đó. Bây giờ các vị làm sao thấy được bốn tướng của mình? Nhiều vị trong Zoom cũng thường hỏi Ly Kim Cang cũng nhắc cái này. Thực sự các vị phải chấp và biết bốn tướng trước. Tất nhiên các vị phải biết có mình nè, phải không? Có giấc mộng chứ, có cái thân mình đã sinh ra làm chúng sinh nè. Mà chúng sinh của mình bây giờ mình suy nghĩ ra xem, thân của mình đang nghĩ cái gì vậy hả? Mà nghĩ tới dục nhiều quá à. Thì bây giờ dục đó nó có làm các vị vui lắm không? Nếu vui là các vị nằm trong cái mơ, nó đang mộng tưởng. Còn nếu mà nó sợ lắm đó, bây giờ mộng tưởng có thể là điên đảo đó. Điên đảo cũng cởi bởi vì các vị tưởng nó là đẹp lắm, chứ không phải là điên đảo là tại vì các vị thấy nó sợ quá các vị chạy. Các vị chạy sợ đó, đó là các vị sắp tỉnh rồi đó. Còn nếu mà các vị mê mà thấy vui lắm, hạnh phúc ghê vậy đó, thì hạnh phúc thì cứ tự nhiên hạnh phúc đi. Nhưng mà khi mất cái hạnh phúc đó có buồn không nhỉ? Suy nghĩ lại, nếu mà buồn thì các vị cứ làm sao cho nó hết buồn. Tỉnh giấc đi, tỉnh giấc trước khi nó cho các vị buồn. Cứ như các vị thấy trước, cái người tỉnh á, cái người mà ngộ là không phải là tới chừng nhận, tới chừng nó đến rồi mới thấy, không có đến rồi thấy là trễ rồi. Các vị thấy trước, phải dùng cái thần lực thấy trước cái thời gian để các vị mới ra được. Khi mà chúng sinh còn cái bốn tướng và còn chấp nhiều quá đó, chấp đủ thứ hết lung tung á, còn thấy nghe hay biết là các vị còn nằm trong cái ba cõi. Các vị nhớ là các vị còn nằm trong ba cõi này, tất nhiên là dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè. Bây giờ nói ba cõi này, dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè, các vị nghe nói hoài phải không? Nghe nhiều kinh nhiều sách đã nói qua. Dục giới là gì? Là cái tham á, cái tham. Sắc giới là gì? Là cái sân á, cái sân của các vị là cái giận dữ sân si đó. Dục giới là cái tham, là tham lam á, cố thủ bảo thủ đó, là cái tham, là cái dục giới. Sắc giới là cái sân, sân si đó. Vô sắc giới là si, cái si đó nó không có, nhưng mà tại sao nó có? Tại các vị ước mong cho tương lai, nếu mà các vị muốn tu thì phải để giữ cái tâm thiện bình thường, không có đi quá, không có cầu. Nếu các vị cầu là các vị còn si, lọt vô cũng còn cái si à, cũng còn cái sai đó. Tu là phải bình thường, giữ cái tâm mình định được cái bình thường. Bình thường tâm thị đạo, tất nhiên là các vị muốn sống tự tại, phải không? Muốn tự tại, ai cũng muốn tự tại hết, không có ai muốn bị bó buộc trong cái thế giới nào hết. Mà tự tại như thế nào? Tự tại cái chỗ nào, trong thế giới nào? Nếu mà các vị vô trong cái hoàn cảnh của ngài Lục Tổ Huệ Năng,
các vị có tự tài được hay không? Cầu mong được các vị thành thần tú, nào còn các vị mà không cầu mong, không cầu vọng thì bình thường thôi. Nhân chi sơ tánh mũn thiện đi, bình thường tâm, dùng nhân chi sơ tánh bụng thiện. Nếu mà các vị còn mê dục, còn mê sắc thinh hương vị xúc pháp trong cái sinh tử, không biết là bao nhiêu lần khi các vị mang lông đủ sừng, thì bây giờ các vị còn mang thân người, có phải là nên cố gắng thiền định, hiểu rõ nhân quả, thấy trước chuyện xảy ra, để khi mình rơi vào trong cái vực thẳm thấy tối đen, rồi chừng đó mình mới ngồi suy tư là các vị đã bị cái nghiệp chuyển rồi. Bây giờ nếu mà các vị biết được thế giới này, các vị làm sao được? Bây giờ các vị sống trong thế giới này, làm sao các vị làm chủ được? Đừng có học ngữ nữa, bỏ cái ngữ đi, bỏ cái danh từ đi, đừng có theo cái dục, cái danh nữa. Bây giờ người ta, thiên hạ chúng sinh có gọi mình là cái gì, nhưng các vị phải định được, biết các vị là cái gì. Bây giờ nha, các vị cũng thấy nữa, tại sao là chưa phải, các vị còn định được, mà giờ cái tâm các vị là cái gì? Nếu cái tâm các vị tịnh rồi thì phải thiện tiền. Nếu cái tâm các vị mà không tịnh, các vị còn định được cái vật đó là thiện và ác, thì cái định nó cũng chưa phải là định nữa. Thì bây giờ các vị đi tìm cái gì? Chẳng lẽ các vị đi tìm cái bốn tướng, tìm cái tướng ngã, tướng của mình như thế nào, tìm cái tướng nhân, tìm cái người già, bây giờ nói tướng ngã, tướng nhân, nói hoài ha, nói hoài các vị cũng nói, tại sao nói hoài? Nếu mà các vị tìm Phật, nghe Phật ở đâu? Phật là tiếng dùng cái danh từ để nói là giải thoát, mà các vị còn thấy được cái vật đó, tất nhiên là còn thấy một cái nhân, cái nhân thấy với các vị có đúng không? Còn thấy cái nhân là cùng một cái vật đó, cái thọ, tất nhiên các vị thấy được là có cái thọ rồi, đúng không nè? Còn thấy cái thọ là tất nhiên là không có giải thoát. Vậy các vị đi tìm cái gì? Không lẽ các vị tìm cái gì đây? Các vị nghe nè, đi tìm Phật không bằng đi tìm cái tâm các vị. Giờ nói cái tâm các vị là cái gì? Giờ nghe nhiều quá, nghe cái câu nói đi tìm Phật không bằng tìm tâm, tìm tâm không bằng tìm mình. Bây giờ hỏi ngược lại, bây giờ các vị tìm Phật, bây giờ các nhìn thấy được cái vị đó, chắc cái vị đó là Phật, và các vị đó đã có tiếng thọ rồi, phải không? Có tiếng thọ, tất nhiên vị đó đâu phải là Phật đâu. Hả, mà còn thấy tướng ngã là còn thấy mình, còn thấy tướng nhân, còn thấy cái nhân tướng, thế cũng không phải luôn. Mình thấy chúng sinh đó là nhân hay là một loại gì?
Nếu các vị còn chấp đi tìm, các vị tìm thì bây giờ các vị đi có, bây giờ nếu mà vậy thì các vị đi kiếm một cái team, người ta make up làm sửa soạn cho thật là đẹp, mặc bộ đồ như Phật vậy đó, giống như ngày Bổn Sư Thích Ca hồi xưa mình ta gọi vậy đó, rồi ngồi đó là các vị lại lại được rồi, đó là về gặp Phật thì sao. Giờ các vị đi về các vị có được giải thoát không? Cái lúc đó tự nhiên có người lại xách cây xách roi gì đó, anh xách dao búa rồi đập các vị có giải thoát không? Nó gì đau gần chết, các vị đâu giải thoát được đâu, mà giật đó cũng không được nữa. Tất nhiên là tất cả cái gì mà sắc thinh hương vị xúc pháp đều là giả tướng. Bây giờ các vị đi tìm cái gì? Đi tìm cái tâm. Bây giờ tâm các vị như thế nào? Nhiều thường thường các vị nghe các vị kia nói, hỏi chứ nói đi chùa đi tu đi, cho nói tôi Phật trung tâm chứ đâu, phải không? Hỏi tâm ở đâu? Chỉ cái thân của mình, chỉ cái ngực của mình nói là tâm chẳng á, chỉ cái tim nói cái tâm, rồi người chỉ trên đầu nói tâm chẳng á. Giờ đập nát cái đầu ra tìm cái tâm cũng thấy đâu, giờ lấy ra thì thấy cái tim với thấy một ốc nữa không à, thì cũng có cái nhân, cũng có cái ngã, cũng có cái tướng, cũng có cái đủ thứ, cái vật đó dụng đó nằm đó rõ ràng. Tất nhiên là tâm ở đâu? Dùng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tại sao các vị đi tìm? Đã đi tìm tâm tụ lại nằm ở đâu? Cái thiện cái ác các vị, nếu mà các vị làm ác nhiều quá là tâm các vị làm sao thấy được, thấy được thiện? Còn nếu các vị làm thiện nhiều quá, các vị chấp bất thiện quá rồi, các vị không có chấp ác vô nữa, không cho ác vô làm sao các vị đầy đủ được? Tâm đầy đủ không chừa một vật nào, không thiếu một vật nào hết đó mới gọi là tâm. Nếu còn thiếu, còn còn phân biệt là cái tâm đó chưa đầy đủ, cái tâm đó chưa gọi là tâm. Tâm Phật thanh tịnh tựa lưu ly, nghe rõ ràng cái câu tầm thường các vị thường thường tụng kinh sám hối, chỉ một các vị chỉ cần hiểu một câu, một kệ trong kinh các vị hành, các vị cũng đến nơi nữa. Đừng có học muôn pháp mà rốt cuộc các vị không chứa được miếng nào hết, không hành được chút xíu nữa. Tâm Phật thanh tịnh tựa lưu ly, thấy không? Cái sự phân biệt các vị là không đúng rồi nè. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Nếu mà các vị còn phân biệt là các vị có một áng mây nó nằm ở trong cái trí rồi đó, áng mây trong cái trăng rồi đó, trăng không được rằm rồi đó, trăng không được sáng như đêm nay, đúng không? Phật thường ở thế gian, ở thế gian, Phật ở thế gian để cứu khổ. Tất nhiên thuốc của Đức Phật, thuốc giải thoát dùng để trị người bất giải thoát, thuốc trị bệnh cho những người đau khổ, thuốc sẽ trị cho những người đó hết đau khổ. Mà chúng sinh thường thường muốn nói câu thế gian này ác lắm, gian ác lắm, thôi không tu đâu, để đi về thế giới khác mới tu. Các vị đã đi sai rồi. Các vị nên nhớ là ở thế gian này gian ác, mà các vị hiểu được pháp, các vị hiểu được cái
Nhân quả có gì hiểu được nếu đây là mộng tưởng ảo ảnh? Khi mà các vị biết đây là mộng tưởng ảo ảnh, các vị tỉnh dậy, các vị tỉnh ngủ, nó còn làm các vị sợ không? Nếu các vị biết đó là giấc ngủ, đó là giấc mê, đó là một giấc mơ, trừ phi các vị nghĩ đây là thật và các vị tìm tìm những vật gì, các vị giữ cái thật nhiều thủ, và các vị có của các vị cũng không dám xài, có trí có sự từ bi sẵn các vị không dùng, các vị dùng cái bất từ bi để sát hại chúng sinh khác. Nhưng mà đối ngược lại, đối với mọi người thì các vị muốn cho mọi người phải đối xử với các vị từ bi, thì đi sai rồi, phải không? Cũng như các vị làm một cái gì đó thì các vị muốn đi tìm việc làm, các vị muốn cho người ta trả tiền nhiều, mà khi các vị mướn người, nó đó là không có công bằng. Làm sao các vị phải công bằng? Công bằng với mình, với vô thường nữa. Tất nhiên là các vị không sát sinh trong cái giới, thấy không? Không sát sinh thì các vị mới, cái mạng chung các vị mới được sống dài, cái mạng các vị mới được sống dài. Các vị ăn cắp có nhiều kẻ bị mắc của à, đúng không? Các vị bố thí thì các vị mới là người giàu. Bây giờ các vị có thấy cái người mà đi lượm lượm xin lỗi nha, nói đấy, mấy người mà đi lượm lượm mót, các vị nghĩ cái người, những người đó giàu không? Hay các vị thấy những người mà mua những vật cao, hay là đem cầm của giúp cho những người nghèo, là các vị thấy giàu? Tất nhiên là những người mà nghèo ở trong địa ngục đó, lúc nào cũng có lòng tham, lúc nào cũng có sự đau khổ, lúc nào cũng có tham, kêu khóc, kêu gào, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, cho dù là của thật là nhiều cũng không dám xài. Thì các vị nhìn thấy đó, giờ chỉ khai sơ cho các vị thấy, khai chỉ cho các vị thấy các vị nên làm cái gì. Bây giờ có vị nào biết được là ngày mai các vị còn sống không? Chắc chắn là các vị không quyết định được nè, thấy không? Và một tuần nữa các vị còn sống không, các vị cũng không biết nữa nè. Một tháng nữa các vị còn sống không, cũng không biết được nè. Năm nữa các vị còn sống không, cũng không biết luôn. Giờ các vị biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra, cái chỗ ngay chỗ bắt gì ở không, cũng không biết luôn. Bây giờ nói tới cái vô thường này nha. Đất nè, động nè, rung chuyển nè, làm cho chúng sinh chết, chúng sinh sinh linh đồ tán chết biết bao nhiêu nè, thấy không? Không cần các vị tham mà để giết chóc nhau nữa. Gió thổi cuốn nè, làm cho mọi người là bị nhà cửa mất tiêu tán nè. Nhà có đầy đủ đâu có bao giờ nghĩ cái chuyện nó xảy ra đâu, phải không? Nước lũ lụt nè, gào thét lên nè, làm ngập lụt biết bao nhiêu chúng sinh chết nè, anh gì thấy không? Lửa tự nhiên phát lên, sấm sét làm cho cháy tiêu cả rừng núi và nhà cửa nè, biết bao nhiêu con vật cũng không còn chỗ sống nữa. Nhờ các vị thấy đó, không biết giờ nào ngày nào, ngay chỗ các vị ở nhiều khi núi lửa ngay chỗ đó các vị cũng không biết luôn. Tất nhiên là mỗi vật đều vô thường, thế giới này rất là tạm bợ. Thân tâm của chúng sinh
phải tỉnh, phải giác ngộ. Tại vì sao? Các vị nhớ lại, nhìn lại, có nhiều người bên cạnh các vị. Mới hôm nay, mới năm trước, tự nhiên chết mất tiêu. Các vị không biết tại sao. Biến mất. Rồi tới, các vị nghĩ là không có chuyện của mình đâu đó. Thôi, chuyện tới thì tính sao? Bây giờ mình còn sống mà. Bảo thủ. Không bao giờ các vị sống một ngày yên, bình, bình thản. Không bao giờ có một cái tình thương với chúng sinh khác. Và với bản thân của mình cũng phải cho phép mình thay đổi. Và bản thân của mình, nếu mà mình làm một chút nào công đức cho chúng sinh khác, cũng đừng kêu gào, đừng kêu gào quá đáng. Tại vì thế giới rất là nhanh thay đổi, mọi vật biến chuyển không ngừng. Hy vọng là các vị trên thế giới hãy thương yêu nhau. Chúng sinh lúc nào cũng bảo thủ lo cho bản ngã của mình, lo cho những vật liên hệ tới mình. Bản ngã của mình là quan trọng. Còn chúng sinh khác, còn những vật khác, những người khác thì coi không ra gì hết. Đó là một cái tâm ác, đó là cái tâm mạng. Người dùng cái thiện, nghiệp mình có sẵn là nghiệp chúng sinh. Chuyển cái nghiệp ác thành nghiệp thiện, đó là an lạc, thanh tịnh, là trai, là trong sáng. Còn nếu mà các vị dùng đồ trai, các vị có nghe câu nhiều người hay hay dùng chế giễu, nhưng mà cái đó cũng là một cái châm ngôn để đánh thức những người hay bảo thủ. Thường nói câu ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối, các vị có nghe không? Thì bây giờ các vị nên, nếu mà được, ăn chay mà nói ngay, nói thật, còn hơn là ăn mặn mà làm thiện ác nữa, đúng không? Nếu mà thanh tịnh, người tu dùng tâm, người biết tu biết sửa dùng tâm và tướng đi đôi. Người chưa biết tu biết sửa dùng tướng bất dùng tâm. Dùng tâm bất dùng tướng sẽ thấy đạo. Dùng tướng bất dùng tâm đọa vào địa ngục. Tại vì cái tướng có làm thân thông minh, tướng bị hoại, dùng tướng mà tâm không định thì cũng chẳng được gì. Các vị nên lấy cái hiểu biết để phân biệt thiện ác trong sự vô thường, để ra khỏi văn tự và tầm lý lẽ của một người thật sự
Người ngộ thì đi tìm tâm, người mê thì đi tìm tướng. Chấp tướng, rốt cuộc sẽ tướng sẽ bị đọa, vì tâm tướng là bị diệt. Tướng thì phải có sinh diệt. Nếu mà tìm được tâm thì tâm vốn Như Lai vô sinh diệt là thanh tịnh. Chấp ngã sẽ khổ, vô ngã thì vô khổ. Khi biến đổi vô thường, đau khổ thì chúng sinh hay mê lầm. Trong khi người ngộ thì nên thiền, cái thiền quán, ứng dụng trí huệ để thấy việc từ trước mà không có mê chấp, không có chấp có mà cũng không có chấp không. Tại sao gọi là người ngộ? Ngộ tất nhiên là nhận, là thấy. Thấy cái gì? Thấy sự giả, biết cái nào giả, cái nào thiệt. Người mê lấy giả làm thật, người ngộ biết đâu là thật, đâu là giả, làm cái chuyện đáng làm, không làm những chuyện không đáng. Người xin được chúc cho các vị điều phục được thiên ma của mình. Khi nào mà các vị nhận định được sự giải thoát thật sự, nhận định được điều phục được thiên ma, thì các vị mới có thể là gọi là Như Lai được. Còn nếu mà các vị không điều phục được thiên ma của thân tâm các vị thì lúc đó các vị không thể nào an lạc được hết. Vì thế giới ta bà này là cái chỗ mà chúng sinh đau khổ, bất tịnh, phiền não, ngũ dục thế gian đầy đủ. Mà các vị làm sao? Làm sao để các vị thấy được? Thanh tịnh, định được cái thân và tâm. Tất nhiên các vị cũng có tâm pháp. Tâm pháp nằm ở đâu? Tâm pháp nằm ở đâu? Tâm pháp nằm ở tâm của các vị định được nghiệp. Ai làm chủ được tâm là người đã được tâm pháp. Ai không làm chủ được tâm thì thiên ma làm chủ. Thiên ma làm chủ thì các vị khổ. Sao? Vì thiên là vua của cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là thiên ma làm chủ đó.
Tất nhiên các vị còn tham, còn sân, còn si, là thiên ma còn làm chủ các vị. Kinh thì nhiều, pháp nào cũng hay hết á, thuốc cũng nhiều, tám dạng bốn ngàn thứ thuốc, thì chúng sinh có tám dạng bốn ngàn cái bệnh. Không có thuốc nào mà không hay hết á. Anh đọc cái kinh nào thì cũng nói là tuyệt vời hết á. Kinh nào cũng hay hết á. Là tại sao? Cái nghiệp cảm, nghiệp của các vị cảm cái kinh đó. Chứ đừng có các vị, mình nhớ các vị còn trụ là còn khổ. Cái tâm các vị, cái tánh các vị, cái ý các vị còn phàm phu, còn trụ trong thế giới, còn thích, còn nghe, còn hay, còn biết, còn có danh, còn thích danh thì còn khổ. Dĩ nhiên là cái đạo giải thoát thì nó có, đường đi giải thoát thì có, nhưng không có chỗ đi. Biểu các vị làm thiện thì các vị nó mất mất công. Biểu các vị làm chuyện tốt thì các vị nó phải tốn. Biểu các vị làm ác thì các vị có thêm. Đúng không? Tất nhiên là mất. Mất cái gì? Mất cái tham. Chứ đâu có mất cái gì đâu. Mất cái tham là các vị được cái gì? Các vị được thoát khỏi cái của trời sắc giới. Mất cái sân, cái gì từ bi. Thì các vị thoát ra được của trời sắc giới. Các vị bỏ đi cái tánh si mê điên đảo của các vị, hàng vô phục được tâm ma, thiên ma trong người các vị. Vua của ma đó, khi mà các vị ngồi thiền hoặc các vị làm chuyện tốt thì nó theo nó thích. Thế giới này đầy đủ hết á, có tiền chút nữa, có danh chút nữa, có địa vị chút nữa cũng tốt lắm mà, nó theo nó thiết. Để khi các vị ở lại, các vị cái gì bị điều khiển bởi thiên ma. Nếu các vị muốn thoát khỏi, muốn cho các vị làm thầy của thiên ma, làm thầy của ma, làm thầy của nhân và thiên, tất nhiên làm thầy của người và của trời, mà vua của trời cũng phải phục và lễ lại các vị, thì các vị phải làm thầy của nó, thấy chưa? Chứ các vị phải dạy lên nó, phải biết cách dạy thiên ma thì nó mới phục được. Thiên ma là ai? Thiên ma là ai? Thiên ma là cái ý ma, cái ý mà nó cái cảnh si đó, cái cảnh mà tương lai không có, cảnh mà tương lai không biết nó có hay không, mà nó cho các vị, nó đánh thức các vị bằng cách lời ru ngủ mới có cái này có cái kia, có vui có đẹp, có sướng, có gia đình, có giàu sang, có phú quý. Rồi bây giờ các vị nhìn các vị mà già, có nhiều khi chồng hay vợ phụ tình, hay là gia tài phụ mình. Các vị hỏi lại các vị đó coi. Giờ buồn, ngồi nhìn lại trong quá khứ, không có gì hết. Có những vị bị mất gia tài,
mất sự nghiệp, hay mất người yêu, hay mất gia đình. Việt Nam bỏ chạy năm 75 và nhiều cái nước khác và nhiều cái thế giới đang giàu sang cũng bị mất gia tài, sản nghiệp. Hai cái lầu ở New York, Mỹ bị sập đổ. Các vị thấy vật đổi, người thay đổi, người chết. Vì trở lại kiếp sau, các vị biết các vị gì đâu. Nhưng nếu các vị tu thì bắt buộc bảo đảm các vị biết nhân, các vị gieo là quả, các vị biết các vị về đâu. Chỉ có người tu chân, người đắc đạo, người đạt được cái sự giải thoát thật sự mới biết mình về đâu. Tất nhiên là niết bàn tịch diệt, niết bàn tịch diệt, tịch cái sự phân biệt, tịch cái sự tham sân si, tịch cái sự tham muốn, và thông cảm hiểu muôn pháp và thương tất cả chúng sinh muôn loài. Cái đó mới gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn, chánh đẳng chánh giác. Trước tiên các vị phải có cái câu tự độ cho mình. Độ cái gì? Độ tham sân si của mình, độ mắt tai mũi lưỡi của mình, độ cái thiên ma trong người của mình. Độ nó xong đi, làm thầy của thiên ma đi, làm thầy của vua ma rồi mới độ tha được. Tự giác cho mình thì thiên ma nó mới được giác, nó mới thấy được. Tự độ, độ tha, tự giác rồi mới giác tha, giác hạnh mới viên mãn. Là nhiên giác rồi mình hành, giác hành, không giác hành viên mãn cái gì? Viên mãn cái báo thân. Phật có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Độ được ba thân này, chúng sinh này có cái tham sân si, chứ không có thân gì hết á. Chúng sinh có cái tham sân si, cái thân tham, cái thân sân, và tương lai có cái thân si nếu mà không tu. Còn Đức Phật thì có ba thân: nói thiện, làm thiện và hành thiện. Khi người tu rồi thì thân tâm được an lành, mới tế độ được tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào? Chúng sinh tham sân si ở đâu? Ở trong thân của người đó đó, các vị đều có hết. Các vị tu thật sự thiện, các vị đều có hết. Tiểu thế giới là thân các vị, là tâm các vị. Ở đại thế giới là bên ngoài vũ trụ,
Hy vọng là lời nói, lời pháp đơn sơ, giản dị, vô tình hay cố ý, Bần Ni hy vọng là giúp đỡ cho các vị nghe được và sửa thân tâm của mình. Dĩ nhiên là nói pháp cũng là phi pháp thôi à. Tại thực sự thị phi, nhưng mà thị phi thiện. Còn các vị đó, thị phi mà làm cho mọi người bất tịnh, kêu là thị phi xấu. Thì bây giờ chỉ có hai điều, nếu mà mình còn thế giới này, các vị còn thân, thì có cái thọ, có cái tưởng, thì các vị phải hành những thiện pháp. Khi mà các vị định được nghiệp mình rồi, thì bình thường cái gì các vị có thì chúng sinh khác cũng có, không có chúng sinh nào mà không có. Chúng sinh là phải có, đã có chúng sinh là phải có. Chỗ nào có chúng sinh thì chỗ đó không có Phật, chúng Phật thì Phật cũng thành chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi nào có đau khổ thì nơi đó sẽ xuất hiện những vị thánh nhân giải thoát. Nếu các vị nào đi ngược lại có đau khổ thì có giải thoát, có bệnh thì có pháp, có bệnh thì có thuốc. Nếu mà hiểu được như vậy thì tất cả chúng sinh sẽ là Phật. Tại vì Đức Phật Thích Ca Ngài nói câu rõ ràng là sao? Những vị giải thoát như Ngài là Phật đã thành. Chúng sinh chưa tu sẽ tu và sẽ thành Phật như Ngài. Tất nhiên sẽ được, chưa được giải thoát thì sẽ được giải thoát như Ngài. Trong thế giới bất tịnh, các vị sẽ tìm được sự thanh tịnh. Bất giải thoát, các vị sẽ tìm được pháp giải thoát. Trong thế giới tà, các vị sẽ quán pháp, sẽ thấy được cái chánh, hòa đồng với vũ trụ, hiểu thông hết tất cả pháp, thì các vị sẽ được giải thoát. Còn thiếu một pháp, còn phân biệt, thì cái hạnh không được thanh tịnh, không được thông hiểu. Không có cái gì thông minh hay già hay trẻ hay ngu dốt hay giàu sang thì trở là chỉ là cát bụi mà thôi. Chúng ta đi đốt đi thì còn lại là cát bụi thôi, không có cái gì ngoài cát bụi. Có hơn hay chăng là hành động giúp đỡ cho chúng sinh và hiểu thấu được muôn pháp để được giải thoát. Và các vị có quyền dùng hạnh nguyện của mình để viên mãn cho báo thân của mình. Không cần, không phải nói tu
là phải cạo đầu, là phải xuống tóc, là phải vô nhà thờ hay vô chùa. Mà tu là ngay cái hành động, ngay cái di tế, ngay cái tư tưởng, ngay sự đối đãi lẫn nhau. Và hiểu được, thông cảm, không giận, không hờn, không có còn nhớ những cái mộng tưởng ảo ảnh. Vì đau khổ là cho mình đau khổ, cái đó là hạnh nguyện viên mãn. Kim Cang Vi Giác hy vọng các vị trong room cũng như tôn túc thiện trí thức, cũng như các chư tôn, nếu có duyên lành chút nào đó, Kim Cang Viên Giác xin được hồi hướng tất cả phước báo đến cho tất cả chúng sinh trong mười phương được thọ nhận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.